Ôi, chào chào thư quan, chào Trung với chào tất cả anh chị em mình tham gia trên diễn đàn rồi nha. Dạ, chào chú. Hả? Tôi nói nghe rõ không? Tôi nghe còn nói nghe rõ không? Dạ, Dạ nghe nghe rõ rõ chú. anh. Xin lỗi đó, cắt ngang lời các bạn. Thôi giờ lỡ cắt Không ngang, sao lỡ anh, cắt thoải rồi, mái. lỡ cắt rồi cái tôi cho tôi nói tiếp. Ý tôi là ăn mày có từ đâu, gọi là từ đâu có ăn mày, ăn mày là ai phải không? Dạ, cái dạ, cái dạ. cái cái chủ đề của mình là ngày hôm nay là về ăn mày. Bây giờ hồi nãy Dạ. thư quan có hỏi là có biết cái bang đầu tiên của ăn mày là ai không, thì À. ở đây tôi xin sơ lược lại chút xíu. Chắc có lẽ tại vì hồi nhỏ cũng đọc nhiều, hồi còn trẻ, hồi trước năm 75 cũng đọc nhiều ba cái truyện của Tàu, ba truyện giới thiệu của Tàu, rồi sau này coi phim. Nhưng mà cái lịch sử của cái bang thì nó có lâu lắm rồi, nó có từ thời nhà Đường nó cũng đã có rồi. Nhưng mà Dạ. ban chủ là ai thì không biết, nhưng mà đến đời nhà Tống thì Tiêu Phong là ban chủ đầu tiên. Tiêu Dạ. Phong là ban chủ đầu tiên, và ban chủ là có ban chủ danh tiếng á. Rồi đến sau này là Hồng Thất Công lên, rồi nó truyền dài 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 sau này. Đó là đấu bên Tàu. Nhưng mà tới năm 1949 thì Đảng Cộng sản Trung Quốc nó đánh Tưởng Giới Thạch đi rồi, thì cái bang cũng không còn, bắt đầu nó lưu lạc Dạ. khắp thế giới. Đầu Dạ. tiên là nó lưu lạc về Việt Nam. Tới Dạ. năm 1965 thì Nguyễn Văn Thiệu chính thức làm ban chủ cái bang. À. Xin toàn là xin tiền của Mỹ không, là đúng không? Tôi nói đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chắc không, chắc không, chắc cú không. Nó lan ra khắp thế giới. Đó, Rồi. rồi sau đó Hợp lý, hợp là lý, hợp tới lý. năm 1000 tới năm 1975 là cái bang cái bang này nè. Cái bang phái cái bang này là nó tan rã đi, là do Cộng sản Việt Nam đánh tan bành đi, quân đội nhân dân Việt Nam đánh tan bành, rồi nó chạy qua bên Mỹ, chạy qua Úc, rồi chạy qua châu Âu và một số nước khác. Thì đặc biệt là ở Mỹ, thì gần đây thì có một cái ông là đã chết rồi, là ông gì, gì chết rồi, mắc dính Covid chết rồi. Vũ huynh trưởng Vũ Linh Trưởng, tôi kêu Vũ Linh Trưởng không ạ. Vũ Linh Trưởng chết rồi đó, thì Vũ Linh Trưởng làm ban chủ cái bang toàn thế giới luôn. Nhưng mà nó có chia ra tất cả các chi nhánh, là các phân đà đó, chia ra các phân đà. Thì mình nói về về Mỹ trước đây ha. Thì sau khi ban chủ cái bang chết đó, thì còn ở bang kia nhưng hoạt động kín lắm, hoạt động kín, nó không có còn mang mang gậy, mang thùng để trước cửa nhà của mấy cái người Việt của mình á, người Việt của mình qua bển. Nó không có xin, mà nó xin bằng cách là nó khủng bố, nó khủng bố ngầm đó, cho nên dân mình sợ quá cho, chứ không phải như ban cái bang mà đến xin đàng hoàng. Nhưng thật ra cái bang của người ta không phải là người ta ăn mày, cái bang mà từ thời đời nhà Đường tới nhà tới sau này tới thời Chu Nguyên Chương là mạnh nhất á. Thậm chí kể cả mà Triệu Khuôn Dẫn, tức là vua cờ đầu tiên của cái nhà nhà gì đó, Triệu Nhà Khuôn Tống Dẫn luôn. là Dạ nhà em Tống, về đúng rồi, họ Triệu Khuôn Triệu Dẫn là nhà nhà Tống. Tống. Triệu Khuôn Dẫn nhà Tống cũng từng một thời làm cái bang, để đến khi mà Chu Nguyên Chương cũng một thời làm cái bang trước khi vô tù, vô chùa, lánh nạn trong chùa đó, thì À, cũng dạ đúng là cái rồi. bang đó, cũng là cái bang đó. Nhưng mà vua đó, đó là vua cái bang chứ không phải là ban chủ cái bang đó. Thì người ta là có cái tôn chỉ mục đích của người ta, là người ta hoạt động đàng hoàng, tức là hò vua giúp nước và À, binh vực kẻ yếu, lấy cái tức là hành chữ hiệp trượng tín nghĩa đúng chữ không, gọi là à, hành đúng hiệp đúng trượng đúng, nghĩa lấy vậy tín đúng nghĩa không? Dạ làm đầu, lấy tín nghĩa làm đầu, chứ không phải là người ta đi ăn xin để người ta nuôi sống bản thân. Bởi vì thật dạ sự đến thời mà sau này đó, thì tới đời nhà Nguyên đó, tới đời nhà Nguyên thì cái tài sản của cái bang nằm ở phía bắc đó, nằm phía bắc Đại Mạc đó, gần Đại Mạc đó, là tài sản của cái bang rất là lớn, dòng ngọc ngà châu báu và tiền của rất là nhiều, vàng dầu vàng bạc rất là nhiều, cho nên là cái bang không nghèo. Mà tất cả những môn đồ của cái bang đó, người ta đi xin, người ta gom vốn lại để người ta tích lũy tích trữ, là nhằm để mục đích cứu nước. Nếu khi mà nước nước loạn thì người ta cứu, người ta đem ra để người ta cứu dân nghèo, Dạ. rồi giúp vua đó. Thì cái tôn chỉ mục đích của cái bang cái thời bên Tàu nó là như vậy. Nhưng mà đặc biệt sau đến năm 1949 thì
cái nó ra cái thế giới, đặc biệt là nó chạy qua Việt Nam, cái một nhánh nó chạy qua Việt Nam. Thì tới năm 1965 là bắt đầu ban chủ cái ban gọi là vua, cái ban vừa là cái ban chủ mà vừa là vua, thì là Nguyễn Văn Thiệu đó. Nhưng mà xin á, ít á, thì xin nhiều thì đánh nhiều, mà xin cho ít á, thì đánh ít, xin Mỹ á, cho nhiều đánh nhiều, cho ít thì đánh ít. Đến ít đến khi năm 1975 chào qua bển, giờ vẫn còn. Rồi sau khi mà ông ban chủ cái ban là Vũ Linh trưởng nó chết đi rồi, thì còn sót lại những các phân đà, ở các bang đó, các phân đà đó. Cho nên mỗi lần mà cần một cái gì cái bắt đầu tổ chức quyên góp, đó là hình thức ăn xin rồi chứ gì, đúng không? Đúng rồi, tổng rồi bây giờ gọi là tổng đà chủ gì đúng không? Không, cái tổng đà chủ nó khác, tổng đà chủ nó là khác, hả? Khác nữa, tổng đà chủ nó khác nữa, mà nó là ban chủ và các vị trưởng lão. Các vị trưởng lão thì bây giờ các phân đà của nó, mà mỗi phân đà là mỗi một vị trưởng lão. Thì như vậy là mỗi một vị trưởng lão, mỗi một phân đà là nó nằm ở mỗi một bang. Nằm ở thành phố lớn như ở bang California nha, hoặc là ở thành phố Houston. Đó, ở bang Texas thì nó có là thành phố Houston. Thì mọi nó cái phân đà nó nằm ở đó. Mấy cái phân đà nó nằm ở đó. Thì khi mà nó có một cái sự kiện nào của Việt Nam hay của thế giới, chẳng hạn như vừa rồi á, là cái cuộc chiến xung đột, chứ mình không gọi là chiến tranh, bởi vì nó là anh em mà, nó là giữa Ukraine và Nga, là một dân tộc rút Kiev từ thế kỷ thứ 9 đó, cho nên nó không thể nó gọi là một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia, mà nó là một cuộc huynh, nó là cái huynh đệ tương tàn, nó là một cuộc xung đột, mình gọi nó đúng đi. Thì đến khi là nó cái các phân đà đó, tới khi mỗi khi đó như cái vụ mà xung đột ở Ukraine, thì nó cũng tổ chức, nó quyên góp để nó ăn xin, nó xin với hình thức quyên góp, để nó quyên góp, để nó giúp đỡ cho Ukraine, nhưng mà thật sự mới có góp hay không. Đó, thì đó là một cái cớ, tất cả mỗi một sự kiện trên thế giới mà đều có liên quan về thiên tai bão lụt hay là chiến tranh hay là động đất hay cái gì đó, không? Thì đặc biệt là ở Việt Nam mình thì bao giờ đó, ví dụ như vừa rồi các bạn cũng thấy là ở cái Formosa nha, thì nó cũng tổ chức quyên góp để gửi qua bên cái tòa án tối cao của Đài Loan để nó kiện cái thằng công ty Formosa. Thì nó cũng đó cũng là một cái cớ mà để mà nó được an sinh, để nó xin. Nhưng mà thật ra thì tiền bỏ ra đi kiện không bao nhiêu, nhưng mà chủ yếu bỏ túi nó, mà hầu hết những sự kiện đều xin hết. Như vậy là cái bang nằm bên Mỹ hoạt động mạnh nhất, các bạn đồng ý tôi rồi đó không? Đúng rồi. Đúng không? Hợp lý ha. Giờ cái gọi là cái thành viên, hay mình nói chung là cái dân số nó cũng đông so với những cái phân đà khác, đúng không anh? Đúng rồi, bên Mỹ là lực lượng nó quân số rất là đông. Nó chạy qua bển rồi, nó chạy qua bển, nói chung là nó di tản qua bển, nó đu càng đi, nói chung cái bang đó nó đu càng. Cái bang nằm trong mặt kép á nha. Thời năm 1975 là nó đu càng qua anh bển. Ấy nó chia ra các phân đà nằm ở các bang hoặc các thằng rồi thủ phủ của các phân đà, các phân đà đó thì nó nằm ở các thành phố lớn, như là bang Texas thì có cái phân đà nằm ở Houston, rồi ở California thì cái thủ phủ nó nằm ở cái bộ lạc Bosa, cái phân đà của nó nằm bộ lạc Bosa, Bosa đó thì đến khi ở Mỹ nó đào tạo ra cái bang của phần của Mỹ á, cái bang nó chạy của Việt Nam chạy của Mỹ rồi đó, thì nó đào tạo thêm, sau này nó đào thêm một thằng phân đà nằm ở Ukraine, thằng đó là thằng nãy mình nói, phân đà chủ ấy, gọi là thằng trưởng lão á, thằng trưởng lão là Zelensky, đúng không? Dạ. Yeah. Nó xin hết châu nước này nước kia ở trong. Cái phân đà này, cái thằng trưởng lão Sri Lanka này, nó hoạt động mạnh kinh hồn luôn. Các bạn đồng ý tôi điểm đó không?
phải nói là cái phân đà này đúng không? Cái trưởng lão này hoặc nó tiền vừa xin tiền nó mới nó bán.